những cái viên cấp mà có nguyên nhân cơ giới, đa phần là người ta gặp thể phụ. Ví dụ như ở đây người ta gặp một số trường hợp sỏi mật, thường là người ta hay gặp những thể phụ. Thế còn chắc chắn là như thế thì không phải, cũng có nhiều trường hợp sỏi mật, bởi vì người ta đến muộn chẳng hạn thì người ta cũng thấy rằng là mổ ra thì ngoài cái sỏi tắc nghẽn là đường mật, người ta vẫn thấy tụy có những ổ hoại tử. Đấy, thì cho nên là cũng không thể rành ròi được cái này thì sẽ dẫn đến thể phụ, với kia dẫn đến nội hoại tử, không phải đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài thứ hai này, cái bài giải quân chủ nhé. Em sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Các em đã đi lâm sàng ở nguyên nhân nào rồi? Thầy Bạch Mai ạ. Thầy đã đi qua cái chỗ khoa gan mật các thứ chưa? Chúng ta sẽ đi vào cái bài sỏi mật chủ. Chúng tôi cũng sẽ giảm một mạch. Thế sau đó thì nếu có gì thì chúng ta sẽ trao đổi. Thứ nhất ấy, là về mặt cái ta hiểu là cái định nghĩa cũng được, tức là sỏi mật chủ là một cái bệnh lý mà gây ra bởi sự có mặt của sỏi trong ống mật chủ. Nhưng mà trên thực tế chúng ta biết rằng là nói là sỏi ống mật chủ thì nếu về mặt giải phẫu ấy, thì người ta tính là thì từ hợp lưu của ống gan, từ hợp lưu của ống cổ túi mật với ống gan chung thì gọi là ống mật chủ, nhưng mà không bao giờ nó chính xác được rạch ròi là chỉ có nằm ở trong cái phần ống mật chủ thì mới gọi là sỏi mật chủ đâu. Mà cái danh từ sỏi mật chủ này người ta ám chỉ là cái sỏi từ mật ngoài gan chính xác hơn, có nghĩa là người ta thấy rằng là cái phần nó nằm ở bên ngoài gan, tức là hợp lưu.
Các em đã nghe này chưa? Dạ rồi ạ. Dạ, bên giờ nghe được rồi ạ. Ok. Nghĩa là về cái định nghĩa tôi nói rồi đúng không? Các em nghe được rồi chứ? Sỏi ống mật chủ tức là cái sỏi mà nó gây ra do cái sự có mặt của cái viên sỏi nó nằm ở trong ống mật chủ. Và chúng ta biết rồi, chúng ta không thể phân biệt được rạch ròi đâu là ống mật chủ, đâu là ống gan trung. Cho nên tất cả những cái sỏi nó nằm ở cái đường mật ngoài gan, tính từ hợp lưu hay ống gan cho đến hút đi thì đều được gọi là cái sỏi ống mật chủ. Và trên cái hình ảnh giải phẫu này chúng ta thấy rằng là để mà rạch ròi thì cái ống mật chủ là cái ống mà hợp của ống cổ túi mật với ống gan trung. Thế nhưng mà với những trường hợp sỏi nó nằm ở phía trên, nhất là những trường hợp mà người ta đã mổ cắt túi mật rồi chẳng hạn, thì người ta cũng không thể phân biệt được đâu là cái chỗ gọi là sỏi mật chủ hay sỏi mật trung, bởi vì ngay kể cả về lâm sàng, tất cả mọi cái cận lâm sàng hay điều trị đều là như nhau hết. Cho nên là chúng ta hiểu một cách chính xác là sỏi nằm ở cái đường mật ngoài gan thì được gọi là sỏi mật chủ. Thế thì đây là hình ảnh giải phẫu mà chúng ta sẽ nhìn thấy, tức là sỏi nó sẽ nằm ở trên cái toàn bộ cái đường mật ngoài gan đây cho đến hút đi. Về nguyên nhân và cơ chế bình sinh thì sỏi mật chủ có thể, thứ nhất là cái thành phần của nó chủ yếu là bituminat, nó có màu đen và được hình thành tại chỗ hoặc là di chuyển từ trên gan hay là túi mật xuống ống mật chủ. Và cái sỏi ở Việt Nam chúng ta, những cái sỏi ống mật chủ mà hình thành tại chỗ cũng như từ trên gan đi xuống hay gọi là sỏi đường mật chính thì chủ yếu là bituminat. Nó khác với sỏi ở châu Âu. Ở châu Âu ấy thì cái sỏi chủ yếu là sỏi cholesterol và đa phần là nó hình thành ở gì trong túi mật, sau đó thì có những cái sỏi nó di chuyển từ trên túi mật nó đi xuống và nó bị nằm kẹt lại ở mật chủ, tạo nên cái hình ảnh sỏi của ống mật chủ. Và đấy là sự khác biệt. Ở Việt Nam ta thì cái sỏi mật thì đa phần gặp ở tuổi trung niên, nhưng mà tuy nhiên là gần đây thì ngay kể cả người trẻ người ta thấy rằng khó nó xuất hiện. Về nguyên nhân khác với những cái nước ở phương Tây, ở Việt Nam chúng ta sỏi đường mật chủ yếu là do liên quan đến cái tình trạng nhiễm trùng đường mật hoặc là do giun nó chui lên đường mật. Thế thì trong cái quá trình như vậy thì kết hợp với cái tình trạng ứ mật rồi thì tổn thương đường mật làm cho các niêm mạc đường mật nó phù nề rồi nó hoại tử bong tróc, kết hợp với các cái muối canxi nó kết tủa tạo thành những cái sỏi. Lúc đầu thường người ta nhận thấy là những cái sỏi bùn rồi dần dần thành những viên sỏi thực sự. Và đặc biệt ấy, tại sao nói là do ký sinh trùng, đặc biệt là giun đũa, người ta đã làm giải phẫu bệnh ở những viên sỏi trong ống mật chủ. Người ta thấy rằng là nó có những cái mảnh sắc giun hoặc là những cái trứng giun nằm ở bên trong viên sỏi. Và qua thời gian thì cái sắc tố mật, rồi muối mật sẽ bám vào xung quanh những mảnh sắc giun và những cái mảnh cái trứng của cái sinh trùng giun đũa và để hình thành nên cái viên sỏi. Và đấy là một trong những cái khác biệt giữa sỏi mật ở các cái nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam chúng ta, với lại các nước Âu Mỹ. Đây là một vài cái hình ảnh, ví dụ như là cái hình ảnh đây, cái sắc giun đây nó có cái vỏ cái kim nó màu trắng này, trắng đây là do cả cái quá trình nó lắng đọng canxi cái thứ nó tạo thành cái vỏ dày đấy. Và sau đó đây là một trong những mảnh khi nó chết lại thì nó sẽ tạo thành cái cốt, tiếp tục muối mật và sắc tố mật nó bám dần xung quanh tạo thành những viên sỏi. Đây là những khi đã hình viên sỏi rồi.
về cái giải phẫu bệnh lý thì thứ nhất là sỏi thì cái số lượng thì nó cũng có thể một hoặc nhiều viên dẫn đến bùn mật, vị trí thì ở bất cứ đoạn nào trên ống mật chủ, tính chất màu sắc này thì nó có màu đen và mềm rồi mủ, khác với cái sỏi Crohn là cái sỏi rất là cứng. Cái thành phần hóa học thì có rất nhiều cái thành phần, trong đó có sắc tố mật, muối mật, cholesterol, oxit canxi, oxit magie, natri kali, vân vân. Tuy nhiên người ta gọi là sỏi sắc tố, tức là khi mà cái thành phần sắc tố mật nó chiếm tỷ trọng trên 50%, hay là gọi là cái thành phần chính, thì người ta gọi theo cái tên của thành phần chính và được gọi là sắc tố. Còn khi người ta gọi là sỏi cholesterol, tức là khi mà lượng cholesterol nó chiếm trên 50% là cái thành phần chính. Thế thì đấy là có nghe hiện nay mà nói người ta phân ra là ba cái loại tên gọi, một là sỏi sắc tố này, hai là sỏi cholesterol, và ba là sỏi hỗn hợp. Hỗn hợp tức là gì? Các cái thành phần nó tương đương nhau, không có cái thành phần nào gọi là thành phần chính cả. Còn sỏi sắc tố khi mà bilirubin là thành phần chính, sỏi cholesterol khi mà cholesterol là thành phần chính. Chúng ta đưa ra ba cái khái niệm về cái tên gọi để chúng ta biết. Còn vấn đề thứ hai về ống mật chủ thì người ta thấy rằng ở những bệnh nhân này thì ống mật chủ thường bị giãn ở phía trên chỗ tắc, tức là nôm na gọi là mí hạ thì phá thượng, tức là dưới tắc ở trên nó sẽ bình đẳng, và cái thành của nó thường là lúc đầu thì nó giãn ra thì nó mọc, sau nhiều lần viêm thì nó có thể dày dần lên và xuất hiện các cái mạch máu tân tạo ở trên những cái thành ống mật chủ. Túi mật thì nó càng to lúc mà có tắc mật, lúc đầu thì giãn mỏng, mất bóng, rồi sau đó có thể viêm dày hoặc là có thể gây hoại tử thủng. Tụy thì quá trình tắc mật ở ống mật chủ lâu ngày có thể dẫn đến viêm kỳ mãn hoặc là viêm kỳ cấp, chúng ta đã vừa mới trình bày cái bài trước đấy. Về mặt triệu chứng, thứ nhất là triệu chứng cơ năng, thì điển hình nhất trong cái sỏi ống mật chủ đấy là tăng tiếng sắc khô, thì bao gồm có ba cái triệu chứng chính, tức là đau sốt vàng da, đấy thì gọi là tăng sắc khô, và đau sốt vàng da này lặp đi lặp lại nhiều lần và xuất hiện theo một cái trình tự, đấy thì đấy là cái điển hình của cái tăng tiếng sắc khô này. Như vậy thế là cái đau này cụ thể như thế nào? Thường là đau đột ngột và dữ dội ở vùng dưới sườn phải, sau đó lan lên vai phải hoặc là lan ra sau lưng, kèm theo là sau cái đau là đến cái sốt. Sốt thì thường có cái tính chất sốt cao kèm theo cơn rét run và thường xuất hiện là khi sau khi đau. Và một cái triệu chứng thứ ba tạo nên cái tam chứng này đến là vàng da. Vàng da thì thường là xuất hiện sau cả đau và sốt, và cái vàng da thì người ta thấy rằng là đôi khi cái dấu hiệu đau và sốt hết rồi thì cái dấu hiệu vàng da vẫn còn, cái dấu hiệu xuất hiện sau và tồn tại lâu hơn cả. Và nhớ là ba cái triệu chứng đau, sốt, vàng da xuất hiện một cách bình tự như vậy và nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong tiền sử. Đấy là điển hình của cái cơ năng của cái sỏi mật. Về dấu hiệu thực thể thì chúng ta thứ nhất là vì cái tắc mật ở ống mật chủ nên đa phần là nó dẫn đến một cái tình trạng túi mật nó căng to. Sờ chúng ta ở cái vùng dưới sườn phải túi mật thì chúng ta sẽ thấy được một cái khối tròn nhẵn, mật độ thường mềm và ấn thì rất là đau và di động theo nhịp thở. Đấy là cái dấu hiệu của túi mật căng to. Cái này thì đi lâm sàng thì các em sẽ điều trị trực tiếp trên bệnh nhân thì có thể anh nhớ. Gan thì thông thường là to vừa hoặc to như mức mé bờ sườn và ấn có thể thấy đau tức. Dấu hiệu cận lâm sàng thì có hai cái nhóm dấu hiệu, thứ nhất là về mặt xét nghiệm, thứ hai là về chẩn đoán hình ảnh. Xét nghiệm thì chúng ta làm xét nghiệm máu thì có bilirubin. Đấy, chúng ta sẽ lấy được bilirubin trong sỏi ống mật chủ, nó sẽ tăng
cả dấu hiệu toàn thân và dấu trực tiếp, đây là một cái tắc mạch cơ giới. Thứ hai là phương pháp can thiệp tặng. Như vậy để đánh giá cái tình trạng tắc mạch thì chúng ta dựa vào hai cái xét nghiệm chủ yếu, đấy là bilirubin và phương pháp can thiệp đều tăng trong trường hợp có toàn bộ chủ. Ngoài ra người ta có thể làm một số xét nghiệm khác để đánh giá tình trạng toàn thân của bệnh nhân nói chung như ure, creatinine, vân vân, hay là men gan, SCOT, SCTT. Đấy là những dấu hiệu để mà đánh giá các tình trạng tổn thương gan ở những bệnh nhân toàn mật. Rồi người ta cũng có thể làm đầy đủ các cái xét nghiệm để mà làm đi năng trước khi mổ, như là gì điện giải đồ, rồi thì tất cả những cái chỉ số khác. Một cái xét nghiệm, cái nhóm thứ hai là đánh giá tình trạng nhiễm trùng, thì người ta dựa vào một là bạch cầu, hai là máu lắng, một số nơi có thể làm với protein C. Thế thì thông thường thì ở những bệnh nhân sỏi mật nó dẫn có cái tình trạng nhiễm trùng, tức là bạch cầu tăng và chủ yếu là đa nhân trung tính, và máu lắng tăng. Đấy là hai dấu hiệu để đánh giá tình trạng nhiễm trùng. Thế và xét nghiệm nhóm thứ hai là nước tiểu cũng để đánh giá tình trạng nhiễm trùng. À xin lỗi, cái thực hiện tắc mật thì người ta làm gì muối mật và sắc tố mật ở trong nước tiểu. Khi mà có thì muối mật và sắc tố mật dương tính trong nước tiểu thì tức là có cái tình trạng tắc mật. Đấy là xét nghiệm. Thế còn về chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta lần lượt chúng ta điểm qua một số ấy. Khi thăm dò như thế này, một thì là cái siêu âm. Đây là một cái mà có thể nói là xác, một cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh đầu tay rất dễ thực hiện, rẻ tiền, không độc hại. Mà trong sản phẩm thì cái siêu âm để cho cái độ chẩn đoán tương đối tốt. Tuy nhiên với trường hợp mà sỏi phần thân ống chủ thì siêu âm cũng có một số những hạn chế, thì đấy gọi là cái độ nhạy nó giảm xuống còn khoảng 60%. Thay vì đoạn trên nó đến 80-90%, chỉ còn cao hơn tùy theo từng cái người đánh giá. Thế như vậy là với trường hợp mà chúng ta nghĩ đến sỏi mật thì cái siêu âm là một trong cái đầu tay chúng ta lựa chọn. Thế trên siêu âm thì người ta sẽ thấy rằng hình ảnh sỏi mật thể hiện bằng cái gì? Có những hình ảnh tăng lâm, có kèm ống cảm là thì nằm trong đường mật. Đấy là 3 tiêu chí để xác định thấy là có sỏi. Ngoài ra thì siêu âm cũng có thể đánh giá được một số những cái ví dụ như đo được kích thước của cái đường mật nó có giãn không giãn, xem được cái túi mật có sỏi kèm theo hay không, rồi xem được cái tình trạng đường mật trong gan có giãn có sỏi hay không, và đặc biệt nữa là người ta xem là cái tình trạng sỏi mật đã gây ra những biến chứng hay chưa. Biến chứng ở đây có rất nhiều biến chứng, sau này những cái phần biến chứng chúng ta sẽ nói. Thế trong đó là trên siêu âm người ta cũng có thể đánh giá được cái ví dụ như là dịch ở trong ổ bụng có không có, thấm mật dai chưa, vân vân. Đấy là cái giá trị của siêu âm rất là nhiều trong sản phẩm. Một cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh thứ hai đấy là chụp cũng không chuẩn bị, thì cái này thì cho đến bây giờ hầu như người ta thì không dùng nữa, nhưng mà đây chúng ta hệ đóng lại thôi. Ví dụ như nếu mà có chụp thì cái dấu hiệu của nó có thể thấy cái hình ảnh bóng túi mật to này, hoặc là đôi khi có thể có những kèm theo những cái sỏi ở trong túi mật mà có dấu hiệu cản quang thì đôi khi nó vẫn thấy được, vân vân. Nhưng mà đối với sỏi mất chủ bây giờ thì hầu như người ta không dùng. Một cái chẩn đoán hình ảnh nữa đấy là chụp đường mật cản quang. Cản quang thì có rất nhiều cái phương pháp để mà chụp, ví dụ như là người ta chụp bằng cái đường tĩnh mạch, tức là cho bệnh nhân thuốc vào trong đường tĩnh mạch và được đào thải qua đường mật và chụp, nó sẽ hết hình cái đường mật. Nhưng hiện nay bây giờ chụp đường mật cản quang qua đường tĩnh mạch bây giờ người ta cũng hầu như không dùng nữa, kể cả đường uống đường tĩnh mạch người đều không dùng. Cái chụp mật chụp mật qua da, tức là người ta chọc kim qua da vào đường mật, sau đó bơm thuốc cản quang vào để mà chụp hiện hình cái đường mật lên, thì qua đó có thể đánh giá được cái sỏi, vị trí sỏi, số lượng sỏi vân vân thì rất là chính xác. Nhưng mà hiện nay cái chụp mật qua da là một trong những cái chụp mật gọi là có xâm hại, hay nói cách khác nó có tỷ lệ biến chứng, tức là cái thủ thuật mà chúng ta chọc qua da vào gan
mà tìm cái đường mật, sau đó bơm thuốc ẩn qua vào thì thấy cái động tác đó là một trong những động tác có thể gây ra biến chứng, ví dụ như là gì, chảy máu, ví dụ như giò mật, ví dụ như nhiễm khuẩn, vân vân. Và vì thế người ta phải chỉ định rất là chặt chẽ. Chỉ khi nào người ta nghĩ rằng là người ta sẽ dùng phương pháp này để vừa chẩn đoán và kết hợp điều trị thì người ta mới dùng. Một cái chụp nữa, tức là chụp qua nội soi tá tràng, tức là người ta soi vào trong tá tràng, sau đó người ta bơm thuốc cản quang để chụp ngược dòng ấy, ERCP. Thì đấy cũng là một trong những cái để mà giúp cho cái việc chẩn đoán. Tuy nhiên tôi nói rồi là vì đây cũng là một trong những phương pháp mà gây ra thì có thể bị biến chứng. Ví dụ như là gì, viêm tụy cấp, ví dụ như chảy máu, nhiễm trùng hoặc thủng tá tràng, cho nên người ta cũng chỉ định rất là chặt chẽ. Và thông thường người ta chỉ làm khi mà người ta muốn kết hợp với điều trị. Nên chúng ta sẽ nói kỹ về phần điều trị sau. Đây là một vài hình ảnh chụp đường mật qua da để chúng ta thấy rằng là khi mà người ta chọc cỡ kim vào và người ta bơm cái đường mật nó hiện hình thuốc cản quang. Và đây chúng ta sẽ thấy có một hình ảnh một viên sỏi ở một chụp thể hiện bằng một cái hình khuyết sáng. Toàn là cái hình càng cua của ống vật chủ. Ví dụ như là đây chúng ta thấy đây là một cái càng cua, chính là viên sỏi nằm đây. Và đây là cái hình ảnh sỏi tăng âm này, kèm bóng cảng này, hình ảnh này nằm trong đường mật. Đấy, ngoài ra thì người ta cũng có thể cho gì chụp CT hoặc là chụp MRI. Thì đấy là những cái thăm dò mà rất là có giá trị, bởi vì trên CT MRI thì như chúng ta đã biết ấy, với siêu âm ở sỏi vật chủ ở phần thấp thì siêu âm thì cái độ chính xác nó sẽ giảm xuống, độ nhạy nó chỉ còn khoảng 60% thôi, bởi vì những cái sỏi ở phần thấp nó nằm ở sau cái đầu tụy. Và nhất là trong trường hợp mà bụng nó trướng nữa hoặc thằng béo, thành bụng nó dày thì nhiều khi cái xương nó không thấy được. Nhưng mà với cái hình ảnh CT người ta chụp lên cái cắt bỏ qua cái vùng đó người ta có thể thấy được sỏi. Hay là chụp cộng từ thì người ta cũng có thể dẫn hình được cái đường mật và người ta cũng thấy được cái hình ảnh của sỏi. Như vậy với cái CT và cộng từ là những cái thăm dò mà cho phép chính xác được cái sỏi có một chụp. Tuy nhiên đây cũng là những thăm dò mà nó đắt tiền, nó không phải ở cái cơ sở y tế nào cũng có trang bị, cho nên là cái việc mà nếu mà chúng ta chẩn đoán rõ được bằng lâm sàng và siêu âm thì có thể chúng ta cũng không nhất thiết phải chọn, và nếu mà lựa chọn được cái thăm dò này thì rất là tốt. Như vậy để chẩn đoán một cái trường hợp sỏi vật chủ chúng ta dựa vào thì một là lâm sàng, bởi vì có cái tình trạng gì tam chứng Charcot trên cơ năng thực thể và dưới sườn phải đau gan to túi mật to này. Xét nghiệm thì có hai hội chứng chính, đấy là dấu hội chứng thì tắc mật thể hiện bằng bilirubin và phosphorus tăng cao. Cái thứ hai là tình trạng nhiễm trùng, tức là bạch cầu máu tăng cao. Và trên chuẩn đoán hình ảnh thì siêu âm hoặc CT cộng từ sẽ cho phép chuẩn đoán chính xác sỏi mật. Thế còn thì một số trường hợp nếu mà cần kết hợp với điều trị, người ta có thể chụp đường mật qua da hoặc là chụp đường mật tuyến ngược dọc. Đấy là tôi tóm tắt lại mấy cái nét chính về mặt lâm sàng và chẩn đoán như vậy. Thế diễn biến của cái trường hợp sỏi mật thì thông thường mà nói thì như ta biết rồi thì cái sỏi mật thì nó cứ có những cái đau sốt làm da tái đi tái lại, có nghĩa là gì? Nếu như bệnh nhân đau sốt vàng da vào và có thể được điều trị kháng sinh, hoặc thậm chí bệnh nhân ở nhà tự điều trị kháng sinh, hay một số trường hợp mà nó qua được cái lúc tắc cấp ấy, thì đôi khi nó lại trở về gọi là khỏi tạm thời. Bệnh nhân hết đau hết sốt hết vàng da nhưng mà chỉ gọi là tạm thời thôi, có nghĩa là một thời gian sau bệnh nhân lại xuất hiện các dấu hiệu tương tự như vậy. Và lâu ngày có thể dẫn đến một tình trạng là tắc mật mãn tính và dẫn đến sơ gan mật và viêm tụy mãn, đến hai cái biến chứng xa của cái sỏi mật.
thì cái diễn biến nữa ấy, là gây ra những biến chứng cấp tính nếu như không can thiệp kịp thời thì chúng ta có thể dẫn đến một cái biến chứng cấp, một số cái biến chứng cấp tính, ví dụ như là thấm mật phúc mạc, được viêm phúc mạc mật. Thế nào là thấm mật phúc mạc với phúc mạc mật, tức là gì, tình trạng tắc mật nó làm cho cái áp lực đường mật nó tăng lên rất cao, làm tổn thương cái thành của đường mật, và qua chỗ tổn thương đó thì mật nhiễm trùng sẽ thấm vào trong cái ổ phúc mạc. Cái lúc đầu thì nhẹ thì gọi là thấm mật phúc mạc, khi mà nặng hơn thì các cái tình trạng nó không gọi là thấm nữa mà nó thủng ngoại tử ở cái thành đường mật hoặc túi mật, dẫn đến làm cho cái mật nó ào vào trong ổ phúc mạc, và theo một thời gian thì cái mật mủ đó vào ổ phúc mạc thì dẫn đến một viêm phúc mạc mật. Như vậy viêm phúc mạc là giai đoạn tiếp theo của thấm mật phúc mạc. Ở đây là một trong những cấp tính nặng của sỏi mật. Thế thì đấy là cái biến chứng thứ nhất. Cái biến chứng thứ hai là viêm mủ đường mật, áp xe đường mật. Cái tình trạng tăng mật nhiễm trùng đó sẽ dẫn đến tạo thành cái mật mủ ở trong toàn bộ đường mật. Và ở trong gan, đường mật trong gan sau khi nó phá hủy qua cái thành đường mật tạo thành những cái ổ mủ nhỏ chạy dọc theo đường mật và hình thành nên cái ổ áp xe gan đường mật. Và vì thế cái áp xe gan đường mật bao giờ nó cũng thể hiện bằng nhiều ổ mủ nhỏ và nằm dọc theo cái đường mật. Ở đây cũng là một trong những dấu hiệu chúng ta phân biệt với những áp xe gan amip hoặc áp xe gan đường máu. Một cái biến chứng thứ ba đấy là cái chảy máu đường mật, tức là gì, có sự thông thương giữa đường máu và đường mật. Và nguyên nhân người ta thấy rằng là ở các nước phương Tây thì cái chảy máu đường mật phần lớn là do chấn thương, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì phần lớn là do sỏi. Thì cái quá trình viêm nhiễm thì có thể dẫn đến một là chảy máu từ cái niêm mạc đường mật lan tỏa đó, hai là cũng có thể gì tổn thương do cái quá trình tổn thương của đường mật rồi dẫn đến áp xe gan đường mật, rồi phá hủy vào cái mạch máu hoặc làm thông thương giữa cái đường máu với đường mật, dẫn đến thì chảy máu đường mật, và thể hiện trên lâm sàng bằng cái hội chứng xuất huyết tiêu hóa ở những bệnh nhân sỏi mật. Thì đấy chảy máu đường mật như vậy. Một cái biến chứng nữa đấy là viêm tụy cấp do sỏi. Vừa rồi cái bài kiến thức đã nhắc đến rồi, tức là sỏi mật có thể dẫn đến những cái viêm tụy cấp. Thì gì, ngoài bệnh cảnh của sỏi mật thì chúng ta làm xét nghiệm aminaza sẽ thấy thì men tụy tăng cao trong máu và trong nước tiểu. Một biến chứng nặng nữa đấy là sốc nhiễm trùng đường mật. Đây là một trong những biến chứng rất là nặng. Tình trạng nhiễm trùng của đường mật nếu mà không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến những nhiễm trùng máu, vi khuẩn có thể vào máu rồi dẫn cả đến tình trạng sốc, thể hiện bằng cái tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc, mạch nhanh, huyết áp tụt và ở trên một nguyên nhân sỏi mật. Thế rồi một trong những cái biến chứng nữa là cái viêm thận cấp, hay là suy thận do những cái quá trình mà tắc mật nhiễm trùng dẫn đến một số những cái độc tố tồn tại ở trong gan rồi vào máu, rồi dẫn đến một cái tình trạng viêm thận, suy thận. Và cuối cùng là những cái gọi là hội chứng gan thận. Như vậy thì về chẩn đoán thì chúng ta đã nói trước rồi. Một là chẩn đoán xác định thì dựa vào gì, tam chứng sắc cô, cận lâm sàng có bi máu tăng, siêu âm thấy đường mật giãn có sỏi, hoặc CT MRI chụp cắt qua đường mật, qua da chụp đường mật nối sẵn dòng đều thấy có sỏi. Thế về mặt chẩn đoán phân biệt thì chúng ta sẽ phân biệt lần lượt, thứ nhất là ở những bệnh nhân có vàng da thì sỏi mật khi mà vào với chúng ta là có cái dấu hiệu vàng da thì chúng ta phải phân biệt với những cái loại vàng da khác, ví dụ như viêm gan virus, ví dụ như tắc mật do u, đồ thụy, u bóng pha te, ung thư đường mật, nhiễm trùng đường mật, vân. Thì đây là cái nhóm mà chúng ta phải phân biệt quan trọng nhất. Bởi vì ví dụ như viêm gan virus, bây giờ chúng ta có các phương tiện chẩn đoán hình ảnh rồi thì cái việc chẩn đoán phân biệt nó cũng dễ hơn rất là nhiều.
Còn trước đây khi mà cái điều kiện siêu âm rồi CT còn ít phát triển thì cái mà người ta luôn luôn đặt ra với cái sản phẩm là cái viêm gan virus, bởi vì cái này mà chúng ta chuẩn đoán nhầm mổ ra mà chỉ có thể hôn gây gan mà chết thì nó có một cái điển hình nữa cơ bản đấy là gì, với viêm gan thì cái dấu hiệu đau xót vàng da thì tăng chuyển sức hôn không đúng theo cái trình tự như vậy. Thông thường bệnh nhân có dấu hiệu gì, vàng da, thế rồi thì sốt và đau. Thế và trong viêm gan virus thì cái men gan SGOT và SGPT nó tăng rất là cao, và đặc biệt siêu thì không thấy được mật độ giảm, nó sỏi. Thế rồi với những các mật độ u đầu tụy, thường cái bệnh cảnh các mật độ u thì bao giờ nó cũng bị tăng mật từ từ tăng dần, thì nó không bao giờ nó hết ngay được như cái diễn biến của cái vàng da trong sản phẩm. Sản phẩm thì hết cái đợt viêm cấp các cấp thì nó sẽ có thể mất đi cái đầu dưới vàng da, hay chúng ta gọi là khỏi tạm thời. Còn trong u thì cái vàng da cứ mỗi ngày một tăng dần, nếu không xử lý thì nó tăng dần cái vàng da lên thôi. Và đặc biệt bệnh nhân cái đau và cái sốt thì thường là xuất hiện muộn và rất là ít khi, và cái vàng da là chủ yếu. Và đến khi mà người ta đến chúng ta đau nhẹ nhẹ rồi thì chúng ta đã muộn rồi. Nhưng còn trên siêu âm thì người ta sẽ thấy được là gì, cái đường mật nó cũng giãn ra nhưng mà không thấy rõ. CT thì sẽ cho thấy rõ hình ảnh của u. Với những hợp mà tăng mật do u ở vùng phóng vate hay là chúng ta sẽ soi tá tràng, thấy rất là rõ, có thể làm sinh thiết để mà chúng ta xác định mặt tế bào. Ngoài ra có thể chẩn đoán phân biệt với một số các bệnh lý khác, khi vướng với đau dưới sườn phải hay là vùng thượng vị, ví dụ như là những cái loét hành tá tràng rồi thủng, hoặc là những trường hợp mà sỏi mật nhưng mà lại không phải là sỏi mật chủ mà sỏi túi mật thôi chẳng hạn, thì cái này thì dựa vào siêu âm thì có thể sẽ thấy phân biệt được. Về mặt điều trị thì thứ nhất ấy là chỉ định mổ cấp cứu với những trường hợp mà đã có biến chứng, ví dụ như thấm mật phúc mạc, viêm phúc mạc mật, viêm túi mật hoại tử, hay là những trường hợp chảy máu đường mật nặng, hay là những viêm tụy cấp do sỏi, các xe gan đường mật, thì những trường hợp này đều phải cấp cứu. Thì với một số những trường hợp mà cấp cứu và khó trì hoãn, hay nói cái cách mà vừa hồi sức vừa mổ cấp cứu, ví dụ những trường hợp sốc nhiễm trùng đường mật, thì chúng ta sẽ hồi sức tốt để huyết áp nâng huyết áp lên, huyết áp lên rồi thì phải mổ ngay để mà giải thoát cái đường mật. Thì đấy là những trường hợp mà chúng ta phải xử lý trong tình trạng cấp cứu. Mổ phiên hay gọi là có chuẩn bị thì trước khi mổ cái việc điều trị nội khoa để mà phối hợp, ví dụ như là truyền dịch cho kháng sinh, cho vitamin K, làm thuốc giảm đau, giãn cơ trơn vân vân, đấy là những điều trị phối hợp, hay là điều chỉnh những cái rối loạn cân bằng kiểm toan cân bằng nước điện giải vân vân, thì đấy là những điều trị phối hợp. Và sau đó bệnh nhân được chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta sẽ đi mổ và lấy sỏi trong đường vật, sau đó lập lại lưu thông đường vật. Thế thì đấy là cái hai cái tình huống mổ, mổ cấp cứu và mổ phiên là như vậy. Nhưng mà dù mổ gì thì bao giờ cũng phải lấy sạch cái gì vào trong đường vật, sau đó là kiểm tra sự lưu thông của dịch vật qua các lỗ có đi, tức là bao giờ chúng ta phải xem có đi nó có thông hay không, và sau đó thì chúng ta đặt một dẫn lưu đường vật, có thể là bằng ke. Thế và ke sẽ dành chụp kiểm tra được mật sau mổ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, chúng ta có thể cho chụp ke ngày đánh giá. Đây là một tay lấy sỏi trong lúc mổ. Ngoài cái mổ cái phẫu thuật để lấy sỏi thì hiện nay người ta cũng có thể dùng một số cái biện pháp bằng thủ thuật can thiệp ít xâm hại
Trong cái mổ vừa rồi chúng tôi trình bày cái mổ kinh điển là mổ mở. Ngoài ra người ta cũng có thể mổ bằng phương pháp mổ nội soi để mà lấy cái sỏi trong ống vật chủ, sau đó thì khâu lại ống vật chủ, cũng có thể đặt ke. Và nếu như chúng ta kiểm tra chắc chắn mà út đi thông được, mà không có tình trạng nhiễm trùng đường mật, thì người ta có thể khâu kín ống vật chủ. Thế là phẫu thuật nội soi lấy sỏi ống vật chủ. Ngoài ra với sỏi ống vật chủ người ta cũng có thể can thiệp bằng thủ thuật, như tôi nói lúc đầu trong cái phần cận lâm sàng này, người ta có thể sử dụng lấy sỏi qua mật, gọi là qua nội soi mật tụy ngược dòng, ta dùng ống soi để soi từ trên dày xuống đại tràng đến D2, sau đó thì luồn dụng cụ qua ống đi vào nong rộng cứ đi ra và lấy cái sỏi mật thất xuống. Nếu mà trong trường hợp mà không nong được mà đường mật nó hẹp thì đôi khi người ta phải dùng cái phương pháp cắt mở cái cơ thắt ra, gọi là sphincterotomy endoscopic, cắt cơ thắt qua nội soi để mà kéo cái sỏi xuống cho nó dễ dàng. Tuy nhiên là với cái phương pháp mà lấy sỏi qua cái đường nội soi thì nó có một số những cái chỉ định chặt chẽ và nó có một số những cái biến chứng. Thế thì đây là chúng ta Y4 thì chúng ta đọc về mặt nguyên lý thôi, nguyên tắc thôi. Ngoài ra người ta cũng có thể lấy sỏi qua da, tức là vừa rồi tôi nói người ta sẽ chọc đường mật qua da xuyên vào gan vào đường mật, sau đó thì bơm thuốc cản quang hiện hình cái đường mật lên chụp. Nếu xác định được sỏi thì nó có thể dùng cái dụng cụ đưa xuống qua cái đường qua da đó để người ta lôi cái sỏi và tán cái sỏi ra, thì cái đấy cũng sẽ có một số chỉ định chặt chẽ. Thì đến cái phần để điều trị thì các phương pháp mổ chúng ta sẽ nói kỹ hơn, chúng ta sẽ nắm thêm nguyên tắc như vậy. Như vậy để mà giải quyết cái sỏi trong ống chủ thì thứ nhất là chúng ta phải xác định điều trị nội bao giờ cũng chỉ là cái phối hợp, còn cái điều trị ngoại khoa thì gồm có gì, mổ thì có nhiều phương pháp, mổ nội mổ phanh hay là mổ mở lấy sỏi dẫn lưu ke, hoặc là mổ nội soi lấy sỏi. Phương pháp thứ hai là can thiệp ít xâm hại, tức là dùng cái thủ thuật hoặc là nội soi mật tụy ngược dòng để lấy sỏi hoặc lấy sỏi qua da. Đấy là những cái phương pháp để mà giải quyết được ngoại khoa được ung thư sỏi ống chủ. Thế về biến chứng của nó là gì? Thứ nhất là có gì, chảy máu trong ổ bụng do quá trình phẫu thuật mà chúng ta cầm máu không kỹ hoặc cắt túi mật, tổn động mạch cổ túi mật vân vân, tất cả những đó đều dẫn đến một cái tình trạng chảy máu trong bụng. Thì đến cái việc chẩn đoán chúng ta phải theo dõi sát sau mổ bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu thì đau trong bụng tăng lên này, toàn thân thì có dấu hiệu mất máu, mạch nhanh huyết áp tụt nhợt nhạt. Thế rồi tại chỗ thì nhìn cái ống dẫn lưu ở trong bụng có thể là bình thường, nó không ra hoặc là ra ít nước dịch rửa hồng hồng thôi, nhưng bây giờ thấy ra máu đỏ tươi thì chúng ta phải nghĩ đến là một cái chảy máu trong bụng. Nếu mà chẩn đoán chắc chắn thì chúng ta có thể kết hợp làm thêm siêu âm hoặc là chụp mạch để mà tìm ra cái điểm chảy máu. Thế một cái biến chứng thứ hai là chảy máu trong đường mật, tức là nó chảy máu xuất hiện từ đường mật do cái thường là do quá trình chúng ta lấy sỏi làm tổn thương vào cái đường mật và là gây chảy máu. Với trường hợp này thì chúng ta theo dõi ke thật là tốt thì nó sẽ thấy bình thường nó ke nó ra mật mà, thì bây giờ thấy nó ra máu thứ mà gì nó đang chảy máu ở trong đường mật. Được dò mật có thể dò vùng chân ke chúng ta mở một chủ, cái này là một trong những biến chứng hay gặp ở những trường hợp mà khâu không kín. Từ viêm phúc mạc mật có thể là do tụt ke, do dò mật chân ke vào ống mật vào ổ bụng, hoặc do tụt ống cổ túi mật, hoặc do tổn thương một cái đường mật mà chúng ta không phát hiện ra trong mổ, rồi xót sỏi vân vân. Đấy là những cái biến chứng của sỏi mật chủ. Cái này đã có trong sách viết rất là đầy đủ rồi thì các em sẽ đọc trong sách. Thế còn bây giờ tôi sẽ dành ít thời gian để chúng ta trao đổi các câu hỏi, thì các em thấy cái gì chưa hiểu chúng ta sẽ cơ sở giải đáp hơn nhé. Có em nào hỏi gì không?
Em là thầy ạ. Nhưng mà câu hỏi là trên đời vẫn như vậy ạ, thì sỏi tắc ở vị trí nào thì được điều trị nội khoa, sỏi tắc ở vị trí nào thì được điều trị ngoại khoa, hay là tùy vào tình trạng của bệnh nhân? Thực ra thì trong cái bài này chúng ta học về sỏi mô chủ, sỏi ở phần ở trong mô chủ, thì chúng ta biết rằng là đây là một trong những cái con đường độc đạo của đường mật, cho nên khi nó đã nằm ở đây là cái nguy cơ để mở dẫn đến cái tắc mật rất là cao rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta can thiệp ngoại khoa là gần như là bắt buộc bằng các cái phương pháp mổ xẻ hoặc là thủ thuật, kiểu gì chúng ta phải lấy được cái sỏi này ra thì cái đường mật mới thông được. À, vì thế không có cái điều trị, tôi đã nói rồi, cái điều trị nội khoa ở trong trường hợp sỏi mô chủ này thì chúng ta chỉ là phối hợp thôi, à, trước mổ sau mổ thôi, chứ không phải là thay được cái mổ hay là cái không thể thay được cái thủ mổ hay là cái thủ thuật. Thì tuy nhiên là nói về sỏi mật thông chung ấy, thì một số trường hợp mà sỏi mật mà nó nằm trong túi mật đơn thuần thôi chẳng hạn mà lại không triệu chứng thì đôi khi người ta chưa cần phải mổ. Thế hoặc một số trường hợp mà sỏi trong đường mật nhưng mà nó nằm sâu ở trong gan, thì một hai nhánh nhỏ ở trong gan, thì với những trường hợp đó thì người ta có thể người ta theo dõi thêm mà người ta không cần phải can thiệp ngay, bởi vì can thiệp chưa chắc đã lấy được cái viên này. Một thời gian sau có thể những viên sỏi nó di chuyển dần ra phía đông, ra những cái ống to hơn thì có thể chúng ta sẽ mổ. Thì đấy là một số trường hợp ít gặp, và như tôi nói thì người ta có thể là chưa mổ ngay mà chúng ta phải theo dõi. Thế còn thì đã nó rơi xuống mất chủ, nó đã hình thành cái mất chủ rồi thì phải càng sớm càng tốt mà mổ thì lấy nó ra, hoặc là làm thủ thuật thì lấy nó ra. Em mình hiểu được chưa? Dạ vâng, cảm ơn thầy. Còn em nào hỏi gì không? Thầy ơi. Ừ. Dạ, em muốn hỏi là có những yếu tố nguy cơ nào mà dẫn dễ đến hình thành sỏi hơn không ạ? Vì em thấy là có người có thể bị sỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, mình đã mổ để lấy nó ra rồi ạ. Cái nguy cơ mà dẫn đến cái sỏi tái phát ấy thì cũng nhiều. Ví dụ như là những trường hợp mà người ta có hai cái nhóm chính, một là cái tình trạng nhiễm trùng đường mật, đấy là một. Cái thứ hai là cái tình trạng lưu thông hay là độ thông thoáng của đường mật. Thế thì ở những trường hợp mà bệnh nhân có nhiều nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng đường mật, ví dụ như là nhiễm giun từ ống tiêu hóa nó lên này, hay là những trường hợp mà người ta đã có sỏi nhiều lần, để mà một trong những nguyên nhân mà để dẫn đến cái nhiễm trùng đường mật ấy. Cái nhóm thứ hai là cái thông thoáng của đường mật nó không tốt, tức là nó có sự hiện tượng hẹp của cái đường mật, lưu thông của dịch mật nó không tốt. Ví dụ như là đặc biệt là những cái hẹp đường mật, hẹp này nó do quá trình nó viêm nhiễm rồi nó sơ chít, nó dẫn đến cái hẹp. Và với những cái hẹp này thì cái mật nó không lưu thông được, nó không lưu thông được thì nó sẽ ứ động lại ở trong đường mật. Nó khi ứ động như thế thì là nó sẽ dẫn đến kết tủa những cái mối mật, và đặc biệt là khi có nhiễm trùng nữa thì cái tình trạng tạo thành những cái mạc niêm mạc nó bong ra, nó tạo thành những nhân để nó tạo thành sỏi rất là nhanh. Và chúng tôi thường thấy rằng là cái nguy cơ hình thành sỏi mật tái phát ở những trường hợp có hẹp đường mật rất là cao. Đấy là một trong những cái mà nguy cơ như em hỏi. Hay là những trường hợp mà đường mật nó tổn thương, nó sần sùi, mất cái độ trơn bóng. Chúng ta hình dung là một cái mặt phẳng mà nó trơn bóng thì bao giờ cái dịch nước ấy, dịch mật, dịch lỏng nó sẽ thoát đi rất là nó không đọng, rất là tốt, ít nguy cơ hình thành sỏi. Ở những trường hợp mà nó sần sùi đường mật, nhất là đường mật nó lại vừa chỗ phình chỗ hẹp thì chỗ đó là cái nguy cơ hình thành sỏi rất là kém. Khi mà chúng tôi mổ ở những bệnh nhân mà thấy rằng là cái đường mật mà nó giãn to rộng thì mổ mà lấy sạch được một lần thì có khi bệnh nhân phải tập 10-15 năm sau mới thấy dấu hiệu gọi là tái phát. Nhưng mà những bệnh nhân có hẹp đường mật sần sùi hoặc đường mật bé hẹp chít thì chỉ gần vài tháng sau là sỏi ở đâu ở đấy,
đấy là một trong những nguy cơ. Thầy ơi, em có một câu hỏi tiếp nữa. Ở cái bài sĩ ạ, nếu mà mình khi mà biến chứng nang giả tụy mà mình để khoảng 3 đến 6 tháng để hình thành vỏ chắc hơn ạ, thì liệu có thể dẫn đến bội nhiễm, dẫn đến cái áp xe tụy là một cái biến chứng nặng hơn không ạ? Tất nhiên là chúng ta phải theo dõi, là nếu ta theo dõi, nếu như một nhiều bệnh nhân đang giả tụy mà chúng ta dùng kháng sinh điều trị hết thì là nhiễm trùng rồi, bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm trùng, thì cái đấy nó là một cái nang vô trùng chứ không bị thành áp xe. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà nó bội nhiễm thì bắt buộc chúng ta phải dùng kháng sinh, chúng ta sẽ theo dõi nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thầy ơi, cho em hỏi là tại sao mà trong trường hợp tắc mật mà chưa có những khuẩn thực vật đấy thì mạch thường chậm mà, còn trong trường hợp viêm thực vật hay là các biến chứng của viêm thực vật thì mạch lại nhanh ạ? Có một cái liên hệ gọi là như một cái gọi là cái gì, cái quy luật như thế đâu nhé. Ở những trường hợp mà khi mà chúng ta biết rồi, trong trường hợp mà nhiễm trùng đặc biệt là có sốt thì bao giờ cái mạch nó sẽ tăng lên, bởi vì cứ mỗi một người ta thấy rằng khi mỗi một cái độ mà tăng lên thì người ta kèm theo người ta thấy cái mạch nó tăng lên được khoảng 10 lần. Đấy là ở những trường hợp sốt nhiễm trùng thông thường. Còn những trường hợp sốc thì đương nhiên là mạch nhanh huyết áp tụt, đấy là dấu hiệu sốc, đấy là cái phản ứng của tim. Khi mà sốc, nó biết là sốc thì huyết áp nó tụt xuống thì cái tim theo phản xạ gọi là bảo vệ thì tim sẽ phải gì đập thật nhanh để tăng cái tống máu đến các tổ chức, cái phản xạ bảo vệ của cơ thể thôi, cho nên làm cho cái mạch rất là nhanh. Còn những trường hợp mà không phải là sốc, chưa có dẫn đến cái sốc thì với những cái trường hợp nhiễm trùng mà nó có sốt thì cái nhiệt độ nó tăng cao sẽ làm cho cái mạch tăng thêm. Thế còn em đang hỏi gì không? Không thì chúng ta đọc sách, sau đó thì là các em cũng có thể hỏi ở những cái bài thì sau cũng được, nếu mà chưa kịp mình nghĩ ra các câu hỏi nhé, để cho các em ý. Em hỏi nữa là ngứa, cái triệu chứng ngứa ở trong do bệnh vật à, do tắc mật ạ, thì nó nổi nốt hay là cái kiểu nốt như kiểu phát ban ạ? Thông thường là người ta ngứa thì bản chất cái ngứa là do những cái muối mật, khi mà tắc mật thì bilirubin hoặc là những cái muối mật nó ứ đọng lại và nó ngấm vào các tổ chức dưới da, kích thích vào các thần kinh cảm giác dưới da tạo ra cái dấu hiệu ngứa. Và cái ngứa này thì nó như cứ gãi khắp chứ nó không có cụ thể một cái ban hay một cái nốt gì cả, mà khi người ta gãi nhiều thì nó tạo thành những cái xây xước ở trên da thôi, để lại trên da nó chỉ đi từ lâm sàng và sẽ chỉ cho em thấy những bệnh nhân gãi ngứa là những trường hợp nó tắc mật. Nếu không còn em nào hỏi nữa thì cho các em nghỉ nhé. Nếu có cái câu hỏi sau thì các em cũng có thể hỏi vào các cái buổi khác cũng được nhé.